Cho Nhung chào tất cả các bạn đang xem video của Nhung. Thì Nhung sẽ chia sẻ nhanh về cái vấn đề chăm sóc F0. Hiện nay là Nhung đang bị ngày thứ 8. Thì cái phần mà chia sẻ về bệnh tình thì mình sẽ chia sẻ phần sau. Còn giờ mình sẽ chia sẻ vấn đề chính để các bạn có thể chăm sóc người thân trong gia đình mình đang trong cái giai đoạn F0. Thì trước hết thì các bạn sẽ chuẩn bị là các bạn sẽ mua là lá song. Lá song là rất là quan trọng. Các bạn sẽ xong rồi thuốc. Cái thuốc các bạn cần chuẩn bị là cái thuốc hạ sốt nếu mà người thân trong gia đình mình bị sốt. Rồi cái thuốc hạ sốt đó nó có tác dụng luôn giảm đau nếu các bạn bị đau họng, viêm họng. Thì lúc các bạn sẽ bị F0 thì sẽ có triệu chứng là sẽ đau họng. Người thì đau ít, đau nhiều, nhưng mà đau nhiều thì rất là khó chịu, nên các bạn sẽ chuẩn bị là cái thuốc hạ sốt giảm đau luôn. Rồi xong là các bạn mua cái chai nước muối á, các bạn mua cái chai nước muối 1 lít á, rồi các bạn mua cái chai nhỏ để đổ cái nước muối đó vô để các bạn rửa mũi thường xuyên 15-20 phút rồi các bạn rửa, rồi các bạn khò muối, các bạn cho cái virus đi ra. Rồi các bạn phải cho cái thuốc có cái men tiêu hóa, các bạn cũng mua dự trù cái men tiêu hóa. Mình nói một chút xíu về cái chai nước muối. Các bạn mua nước muối mà các bạn không có cái chai nhỏ thì các bạn mua cái chai nước muối của em bé, rồi các bạn xài, rồi các bạn lấy cái chai đó các bạn đổ nước muối vô. Chứ các bạn mua mấy lốc á, xài nhiều lắm không có xuể đâu. Các bạn phải mua cái chai 1 lít á, thì các bạn rửa mũi rồi vệ sinh miệng của mình á, nó được nhiều cái nước muối đó. Còn các bạn mua cái chai nhỏ thì rất là ít. Thuốc thì các bạn tìm mua ở bác sĩ ở gần cái chỗ mình ở, thì cái bác sĩ này sẽ kê cái toa thuốc. Các bạn nói là các bạn đau họng, các bạn bị sốt, các bạn bị F0 thì các bạn sẽ cho bác sĩ sẽ cho thuốc. Thì cái bệnh F0 này các bạn trị theo cái triệu chứng, tức nghĩa là bạn bị đau họng thì các bạn trị đau họng, các bạn khó tiêu, sình bụng, hay là các bạn có bị bệnh nền thì các bạn khai báo với bác sĩ thì bác sĩ sẽ cho cái liều thuốc đó. Và chẳng những vậy là mình sẽ có cái người nhà mình đi tới lấy thuốc theo cái triệu chứng của mình. Ví dụ giờ các bạn bị F0 thì các bạn phải biết là mua dự phòng cái kẹo ngậm giảm đau miệng của Thảo Dược. Rồi các bạn phải mua cái giảm đau, cái sủi bọt á, giảm đau. Rồi xong á thì các bạn sẽ ăn thêm cho mình là những cái ngày đầu là các bạn sẽ ăn cháo thịt băm. Rồi các bạn bị nhức đầu á thì các bạn nó sẽ bị đau đầu, chóng mặt. Rồi các bạn sẽ nghe nặng cái vùng ngực mình dữ lắm, rất là khó chịu, khó thở. Rồi nếu các bạn bị viêm son như mình á, thì sẽ bị nghẹt mũi. Nghẹt mũi thì các bạn đâu có thở được đâu, lấy cái lượng oxy vô rất là ít nên các bạn bị thiếu oxy. Các bạn sẽ bị môi tím, giống như mình là hiện giờ cái môi của mình rất là tím. Thì mình là ngày thứ 8 vẫn còn nghẹt mũi, và ông xã của mình là ngày thứ 8, thứ 9 test lại vẫn còn dương tính. Thì các bạn sẽ để khoảng tầm mười mấy, thì các bạn 12, 13 các bạn test, đừng có test sớm quá. Rồi những cái ngày đầu các bạn ăn cháo thịt hay là những cái súp đó là cho nó dễ tiêu. Rồi trái cây thì các bạn ăn đu đủ, ăn xoài, ăn cam, ăn quýt, ăn chuối, ăn nho, vân vân. Thì đó là những cái thức ăn mà bổ sung cho các bạn trong cái thời gian mình bệnh đó. Thì các bạn ăn nhiều vô rồi các bạn phơi nắng, rồi các bạn vận động. Các bạn có thể là vận động ngoài trời, hoặc là các bạn trồng tỉa gì, làm những cái công việc nhẹ nhẹ thì các bạn sẽ mau khỏi bệnh. Như mình là mình cố gắng, lúc đầu các bạn đau họng là đau ghê gớm lắm nha các bạn, rất là khó chịu. Thì cái toa thuốc của mình, lúc bác sĩ cho mình cái toa thuốc á, cái liều thuốc mình về là không có đau họng, tại lúc đó mình không có đau họng. Thì khi mà mình phát hiện đau họng liền, rồi mình mua cái kẹo ngậm đó mình ngậm liền thì các bạn mới thấy dễ chịu trong người. Còn không á, là các bạn không ngủ được thì qua ngày hôm sau cái bệnh tình của mình nó càng nặng hơn. Thì trước đó con gái của mình bệnh á, là mình chăm 2 đêm 2 ngày.
thì là mình mất sức rất là nhiều, nhưng mà mình quên cái vấn đề là mình cũng ráng ăn nhưng mà mình quên cái vấn đề xong. Thì sau khi tầm ngày thứ ba mình mới bắt đầu được xong, thì mình cảm thấy là xong rất là tốt. Rồi các bạn mua cái chai mà nhỏ mũi cho em bé, cái chai các bạn đợi mình xíu nha, để mình lấy cái chai đó, nó có rất là nhiều hiệu, nhưng mà các bạn lấy cái hiệu nào mà nó xịt vô mà nó co lại liền á, thì cái mũi của bạn nó không có nghẹt. Còn cái kia là nó rửa nước muối thì có thể là bạn lúc các bạn đang khó chịu á, thì các bạn chờ 15-20 phút nó lâu. Còn các bạn có cái loại các bạn xịt vô một cái á, thì nó co cái thành mũi lại liền á, bên trong á, thành mũi bên đây nè các bạn. Đây là cái chai CSAT, nhưng mà cái chai này á là các bạn nhỏ 15-20 phút á thì bắt đầu các bạn mới dễ thở. Còn cái chai này các bạn nhỏ vô một cái là dễ thở liền. Nhưng mà cái này là mình mua, hồi xưa mình mua là của hiệu trẻ em, nhưng mình thấy hiệu quả quá thì mình mới xài. Thì các bạn sẽ đi tìm cái hiệu này, hoặc là các bạn tìm, nếu mà không có cái đó thì xài cái này, hoặc là các bạn xài cái loại hoặc là các bạn mua cái chai này. Thấy không các bạn ơi? Trời ơi. Đó, các bạn mua cái chai này thì cái chai này rất là khó khó nhỏ vô các bạn. Nhỏ vô rất là xót, thì có nhiều người sẽ không xài được, nhưng mà mình vẫn giới thiệu. Nếu mà các bạn nhỏ được thì các bạn tìm mua cái này. Còn hai cái chai này thì rất là dễ mua, các bạn mua cái này rất là dễ mà nó rất là hữu dụng, đỡ khó chịu trong những cái ngày mà nặng á. Những cái này nặng là các bạn xài hai cái chai này là rất tốt. Mình mua cho con mình mỗi người một chai luôn để sử dụng. Rồi ngoài đó là các bạn còn rửa bằng nước muối nữa, rồi ngậm nước muối thường xuyên nữa nha. Các bạn ăn nhiều vô, các bạn nấu cháo thịt băm nè, hoặc là cháo tôm, hay hoặc là cháo gì đó, cháo mực gì đó, các bạn ăn nhiều vô, rồi ăn lúc mà các bạn nhức đầu á, thì mình có một cái loại bánh ngọt nào á, ăn cho nó đỡ nhất. Rồi các bạn thả lỏng thì từ từ á, các bạn sẽ đỡ nhất cái đầu các bạn. Rồi xong nữa là các bạn có thể là mình ăn yến, uống sữa, hoặc là các bạn sẽ tìm một cái món gì đó mà các bạn thích ăn mà có dinh dưỡng, các bạn ăn cũng được. Cũng phải nhất thiết là yến đâu, cũng không phải nhất thiết vậy đâu. Nhưng mà để cái lúc mà các bạn bệnh, cái bao tử của mình nó rất là khó chịu. Có lúc buổi sáng thì tiêu hóa được, nhưng mà buổi chiều các bạn sẽ bị nặng ngực, rồi xong rồi chướng cái bụng nữa, rất là khó chịu. Nên là các bạn nên ăn những cái loại nào mà nó mềm mà mình thấy cảm thấy dễ ăn thì mình ăn. Rồi các bạn nhớ là phải phơi nắng nha. Rồi trong những cái đó thì mình mua những cái loại kẹo ngậm. Kẹo ngậm thì các bạn, mình thì mình đưa cái hiệu như vậy, nhưng mà các bạn có thể là các bạn cứ đi hỏi ở trên ngay chỗ nhà thuốc á, người ta có nhiều loại lắm, rồi mình chọn ra. Để mình coi còn cái nào nữa không, mình chia sẻ với các bạn. Các bạn biết không, khi mà nhỏ nước muối vô, các bạn nhỏ bên này, các bạn nghiêng á, nhỏ bên này, khi mà nó thông mà nó chảy qua bên này rồi á, là lúc đó là ok. Còn các bạn nhỏ mà nó vẫn chưa thông mà nó chưa chảy thì các bạn hỉ ra, hỉ nhẹ nhẹ chứ cũng sự hỉ quá, hồi nó đau trên này thấy mồ luôn á. Các bạn hỉ cho nó chảy qua bên đây, hỉ cho nó chảy qua đây, rồi rửa cho sạch cái giòm họng của mình. Rồi các bạn có đồ cạo lưỡi, các bạn vệ sinh lưỡi, súc miệng cho sạch sẽ, thơm tho, rồi cho sạch sẽ. Những cái ngày đầu các bạn sẽ tắm ít, rồi các bạn sẽ làm cho mình sạch người sơ sơ thôi, đừng có phải mà ra mà nhúng nước nhiều quá rồi không có kịp. Rồi lúc các bạn xong xong á, thì người mình nó yếu á, các bạn đừng có tắm, đừng có ra gió, lau cho khô người nha. Các bạn nên ăn sữa chua để cho tạo cái men tiêu hóa của mình tốt. Rồi có những bạn có bệnh nền á, thì các bạn khai báo với bác sĩ để bác sĩ cho mình cái toa thuốc về bệnh nền. Giống như mình thì mình bị viêm son á, thì mình sẽ có những cái xịt, rồi những cái làm thông mũi, rồi thuốc để chống nghẹt mũi, rồi bị sao nữa ta, rồi nhức đầu, son thì nó đi nhức đầu rồi nó mất ngủ, thì các bạn có thể mua, nói với bác sĩ để bác sĩ cho mình cái thuốc bổ não hoặc cái thuốc an thần gì đó các bạn uống để dễ ngủ. Mình thì mình cái bệnh của mình là hay bị lo đó, nên là mấy đứa nhỏ của mình nó bệnh á, thì thành ra là mình mất ngủ dữ lắm. Nên là
mình phải tự, nhưng mà cái bệnh này á, người ta nói á, là mình á, ngủ vừa vừa để mình vận động cho cái máu huyết của mình luôn. Riêng những bạn mà bị giãn tĩnh mạch á, thì các bạn lưu ý là các bạn massage. Nếu mà như mình là mình giãn tĩnh mạch chi dưới á, thì các bạn massage chân, rồi các bạn gác cái chân lên gối cao, rồi các bạn cũng đi bộ 5-10 phút buổi chiều hoặc là buổi sáng để mà các bạn đỡ khó chịu. Thì các bạn, nếu mà các bạn bị giãn tĩnh mạch á, thì các bạn sẽ nghe buốt lắm, buốt hai cái chi của mình dữ lắm, nó nặng lắm, rồi các bạn nghe tê nữa. Thì đó là những cái gì mà mình vừa qua mình đã trải qua. Mình là ngày thứ 8, nói chung là người rất là mệt mỏi, nhưng mà mình cố gắng là mình chia sẻ những cái gì mà mình đã trải qua để làm các bạn là trong quá trình bị bệnh á, thì đỡ bị khó chịu. Đó là cái điều mà mình muốn truyền đạt đến tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã xem video của mình.